Thì mọi người biết đó, thì ban đầu á thì cái phương pháp mình làm á là chườm đá, là mục đích là để giải độc á. Từ cái giải độc đó mới đẻ ra hai cái chuyện mà mình không bao giờ ngờ tới, đó là ở Hà Nội một trường hợp bị ung thư phổi mà giai đoạn cuối thì lại ổn. Một người bị ung thư là tử cung rồi di chứng là trực tràng cũng ổn. Thì cái điều mà của một người làm công tác nghiên cứu thì bao giờ cũng phải đặt cái câu hỏi tại sao nó được, nó có kết quả đó. Và cái câu trả lời đó là chính là cái môn này là kẹp môn therapy, tức là nhiều liệu pháp mà thế giới đã sử dụng nhiều rồi. Thế thì như vậy đó, là dùng cái sức nóng để chữa bệnh đó, là không phải là một cái chuyện, một cái điều gì mới lạ hết. Tức là làm sao cho cái nhiệt độ đó lên khỏi cái nhiệt độ 37 độ rưỡi bình thường thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể chúng ta có một sức đề kháng tốt. Thì mọi người thấy á, nó có một cái điều mà mọi người đều chú ý á, là khi mà chúng ta mà nhiệt độ mà chúng ta là bình thường á, là ở trong là 37 độ rưỡi, nhưng khi nào á mình có một cái bị gì đó xâm nhập hoặc là một cái gì trong cơ thể mình bị bệnh á, thì nhiệt độ lập tức tăng. Thì cái nhiệt độ tăng đó là có lợi chứ không phải có hại. Tất nhiên nếu mà nó tăng nhiều quá thì nó cũng gây những cái khó chịu, dẫn đến cái bất lợi cho mình, ví dụ như là cho bị động kinh, nó làm cho cái gì gì đó. Nhưng mà tới khi mà ta nắm được cái phương pháp nó thì cái vấn đề nó không còn là cái vấn đề lớn, người ta có thể ứng xử được. Và như vậy á, là cái từ cái chuối cái thời mà hồi cái xưa người ta đã biết dùng cái tích vị đó. Mà tôi còn nhớ một cái chuyện vui, lúc mà tôi dạy ở bọn đó á, có một cái bác là người Tàu, thì bác nói là gia đình bác rất là tin cái chuyện mà tâm linh, tin cái chuyện tâm linh, có nghĩa là được rồi tin cái chuyện tâm linh. Thì vì cái tin cái chuyện tâm linh á, cho nên đó là có đứa con của bác đó nó cứ bệnh suốt, nó bị mồ hôi tay rồi này nọ các thứ. Thì cái hàng ngày á là cuối tuần nó chạy ở Hawaii á, thì túi lửa mọi người biết nè, thì nó lại cái chỗ mà đang bị bốc khói rồi, cái là nó xin thần núi rồi chữa bệnh. Nhưng thiệt ra là nó tay nó áp vô những cái chỗ nóng, thì nó đứng ở đó là rất là nhiều giờ. Nhưng mà sau đó thì nó gọi với mẹ nó nói, người ta khi mẹ nó đi học ở ở chỗ tôi á, là nghe nói dùng đá. Nó nói mẹ ơi, cái đó hay á, tại vì đá núi lửa mà. Thì nó chỉ biết vậy thôi, chứ bản thân của nó là bị ra mồ hôi tay là do rối loạn thần kinh giao cảm, là bị nhỏ lớn bây giờ nó khỏi rồi. Thì nó chỉ đi cầu nguyện thôi, cầu nguyện ở núi lửa của Hawaii. Thì mọi người nghe thì có vẻ như thần bí, nhưng thực ra đó chính là therapy. Và như vậy á là những cái này là về cổ đại ta đã nói rồi, mà mọi người học ấy, thì mình sẽ có cái cuốn sách, trong cuốn sách nó có đầy đủ hết, cho nên tôi không có nói thêm để cho mọi người là đọc trên đó, để tôi dành cái thời giờ nói chuyện cho mọi người nhiều hơn. Thì như vậy á là trong cái lịch sử mà của trong y khoa đó, thì mọi người sẽ thấy một cái điều rất là đặc biệt, tức là những cái bệnh, có những cái bệnh đó là tình cờ phát hiện ra, đó là những cái sự ngẫu nhiên trong cái cuộc sống. Thì cái chuyện này nó cũng vậy. Thì cái người mà cái viện mà nghiên cứu về ung thư của Hoa Kỳ á, họ mới nói là tại sao có nhiều người bị ung thư mà tự nhiên khỏi. Thì mình ở đây cũng có nhiều người cũng đã biết rồi đó, tự nhiên có những cái trường hợp bị ung thư khỏi, tại sao khỏi. Thì những cái sự ngẫu nhiên đó là được những cái giới khoa học đó, người ta mới gặp gỡ những cái người mà bị cái ung thư á, là ta hỏi là tại sao mà người bác khỏi. Thì cái những người ta họ trả lời, họ nói trước khi mà họ khỏi, họ bị một cái cơn sốt, gọi là sốt kinh liệt, rồi qua cái cơn sốt đó thì họ không còn cái khối, không mất cái khối u luôn. Thế thì người ta mới tìm cái cơn sốt từ đâu ra,
thì cái thực ra là người ta tìm những cái tình cờ ấy, người ta phát hiện ấy, thì người ta mới thấy đó là do cái con muỗi nó đốt. Mà con muỗi ấy, thì ở miền Đông Nam Bộ chúng ta có hai loại mà thường thấy nhất, đó là một cái loại vivax, một cái loại falciparum. Vivax là cái loại sốt rét, khi muỗi nó đốt lên thì mình bị sốt kích nhật, tức là một ngày sốt, ngày không, ngày sốt, ngày không, nó gọi là sốt kích nhật. Thì con đó là do con vivax nó làm ra. Nhưng mà nếu như mà bị sốt mà kích liệt, thậm chí người ta bị phát cuồng lên về cái sốt như vậy á, thì cái đó là do sốt rét ác tính, tức là falciparum. Thì cái falciparum nó làm cho sốt rét ác tính. Thì cái sốt rét ác tính đó là cái nhiệt độ rất là cao. Tôi nhớ mình trước tôi ở bệnh viện á, thì mỗi lần mà bệnh nhân mà bị sốt rét ác tính mà chạy ngoài đường á, họ cởi quần áo trần truồng, họ chạy ngoài đường, họ rồi ở ủy ban tỉnh tôi này có cái bùn bên nước á, họ nhảy xuống dưới luôn. Đó. Nhưng mà nếu như trong trường hợp ta biết, ta nói là bệnh nhân viên không phải, còn bị sốt rét ác tính, thì mình lâu đã vô mình làm thôi. Thì như vậy á, là những cái trường hợp đó là do những cái sốt rét ác tính như vậy thì tự nhiên là người ta lại khỏi bệnh một cách ngẫu nhiên. Thì ta mới thì như vậy là một cái cơn nóng lên như vậy thì giải quyết được cái bệnh. Và như vậy á, là một cái điều mà đây là những cái công trình nghiên cứu rồi của ta, nhưng mà ở đây tôi muốn nói hai cái trường hợp mà ngẫu nhiên á, mà phát hiện được. Đó là một cái bác sĩ ở bên Thụy Điển, thì ông này ông điều trị phụ nữ á, bị bệnh phụ khoa đó, thì ông phải cho ngâm nước nóng ở trong cái bồn á. Thì mọi người thấy ở trong cái ở mấy cái nước mà tôi có đi qua bên Hungary, tôi cũng thấy họ làm cái đó, bên Áo cũng thấy làm, và ngay cả bên ba cái nước mà Bắc Âu á, họ cũng làm cái đó, làm cái bồn và họ cho nhiệt độ lên rồi tăng từ từ. Thì khi mà có những người á, thường thường tôi thấy nhiệt độ họ cho ngâm như vậy là khoảng 37-38 độ C, và sau khi ngâm đó thì trong vòng 40-45 phút thì cho ra. Nhưng mà có những cái trường hợp á, mà nhiệt độ tăng lên mà họ ngồi luôn trong đó luôn cả mấy giờ đồng hồ, thì chẳng ai thèm nói luôn, cứ ngồi lì luôn đó. Nhưng mà may mắn sao không biết á, là những cái người đó lại là những người bị ung thư và họ có những cái khối u trong đó. Nhưng mà họ nói tại vì tôi ngâm trong cái nước nóng tôi cảm thấy dễ chịu cho nên tôi ngâm luôn. Nhưng mà sau đó người ta mới kiểm tra là phát hiện thì những cái khối u trong cái cơ thể họ biến mất, và những cái tế bào ung thư nó tiêu diệt hết. Thế thì rõ rồi cái sức nóng nào mà để làm cho người ta khỏi cái đó. Và một cái bác sĩ ở bên Áo thì ông này ông chữa bệnh nhân mai thôi, cũng cho ngâm nước vậy đó. Nhưng mà tình cờ những người mà ung thư về cái bộ phận sinh dục đó, thì cũng tự nhiên khỏi. Thì những cái ngẫu nhiên đó được lặp đi lặp lại nhiều lần và ở nhiều nơi trên thế giới, không phải chỉ có ở mấy cái nước đó thôi, mà trên thế giới mà ngay Ấn Độ cũng đã phát hiện được. Thế thì cái điều gì đã làm ra cái điều đó, thì họ đã sử dụng là khoảng 2.000 con chuột để làm cái thí nghiệm này, để coi phải có đúng vậy không. Và cái điều là họ đặt một cái con chuột đó cho một cái khối u, là từ khối u đó dùng cái nhiệt để tác động vô, thì người ta thấy rõ ràng là những khối u đó tiêu hết. Thì mọi người biết là khoa học thường thường khi những cái sự ngẫu nhiên đã xuất hiện rồi thì người ta lại dùng cái phương pháp học để định đánh giá lại cái đó bằng qua những cái thử nghiệm ở dưới cái con chuột. Và như vậy cái kết quả rõ như thế rồi thì người ta mới kết luận rằng là nhiệt liệu pháp để áp dụng trong điều trị ung thư, bắt đầu từ đó. Cho nên bốn cái liệu pháp mà điều trị ung thư ấy, mà là gì, thứ nhất là giải phẫu, thứ hai là xạ trị, thứ ba là quá trị, và cuối cùng là nhiệt liệu pháp. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì không có nhắc đến nó nhiều, thậm chí là ở một số bệnh viện đã nhập những cái máy để mà điều trị bằng nhiệt liệu pháp, nhưng mà để đó không có chưa được đầy ha, không có biết sao. Thì có lẽ là một cái nơi mà điều trị nhiệt liệu pháp á, mà làm cho mình thấy thấy mà rõ nhất á, là ở bên Ai Cập này ha. Thì họ dùng cái phương pháp làm cho người bệnh nhân ngồi ở trong cát, rồi cái kết quả cái ngồi trong cát
cát có thể giúp chữa bệnh, đặc biệt là các bệnh. Tôi cho qua này tôi chỉ nói sơ để cho mọi người nắm, tức là họ cho chôn dưới đất và chôn dưới cát ấy. Rồi khi tự nhiên người ta hết đau khớp, cái người ta hết bệnh này bệnh nọ thì họ cho rằng là cát đó nó có một cái nguyên tố vi lượng gì đó, nhưng mà thực ra không phải, đó là cái sức nóng để giúp cho cái người ta được là Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.